Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhẫn thời, người mãi chơi vơi như anh. Làm sao anh mà có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như hai. Xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu.